chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Yên Mỹ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huân chương lao động hạng 3. Tổ chức phiên hội chợ cam Hưng Yên tại khu đô thị Eco Park thu hút đông đảo du khách. Liên hoan phát thanh truyền thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 17 là dịp để những người làm báo hình, báo nói, học hỏi, rút kinh nghiệm nhằm có nhiều tác phẩm báo chí hấp dẫn. Những đổi thay trong xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng bãi huyện Khoái Châu. Con đường mang tên Hạnh Phúc ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Yên Mỹ tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và huân chương lao động hạng 3. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Văn Son, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương, Nguyễn Đình Phách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Thái Nguyên. Các đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Mỹ đã xác định gắn với phát triển đô thị hiện đại văn minh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời giữ gìn được các nét đẹp văn hóa truyền thống. Từ năm 2011 đến 2019, huyện Yên Mỹ đã huy động hơn 4.100 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đã tự nguyện đóng góp gần 1,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn, đồng thời hiến hơn 52.000 m2 đất, hàng nghìn công trình phụ, dỡ tường rào cùng nhiều ngày công lao động. Diện mạo nông thôn của huyện có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người từ 27,4 triệu đồng một người năm 2011 lên 58,6 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, đến nay còn 363 hộ, chiếm 1,08%. Với những kết quả đạt được, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã trao bằng công nhận huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đề nghị huyện Yên Mỹ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển kinh tế bền vững. Đồng chí cũng nhấn mạnh để phát triển bền vững, huyện Yên Mỹ phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động sự tham gia của nhân dân cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tiêu cực, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn các giá trị văn hóa để cuộc sống nông thôn thực sự bình yên. Sáng nay ngày 21 tháng 11 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020 tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020 phát biểu khai mạc và chỉ đạo kỳ thi. Tham dự kỳ thi có 211 thí sinh, trong đó có 209 thí sinh dự thi ở ngạch chuyên viên và tương đương, 2 thí sinh dự thi ở ngạch cán sự và tương đương để tuyển chọn 107 công chức theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế công chức còn thiếu trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Kỳ thi diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2020. Phát biểu khai mạc kỳ thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng, chất lượng, hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế và nội quy của kỳ thi, bình tĩnh, tự tin, tập trung cao độ, vận dụng tốt kiến thức để hoàn thành các bài thi đạt kết quả cao nhất. Đồng chí yêu cầu các thành viên hội đồng thi, ban giám sát kỳ thi,
các ban giúp việc, tổ an ninh trật tự nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc theo chức trách nhiệm vụ quyền hạn, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp thí sinh vi phạm nội quy quy chế thi. Nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến, giới thiệu, quảng bá, cung cấp cam và các sản phẩm nông sản khác của địa phương, sáng nay tại đô thị Eco Park huyện Phan Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên chợ cam Hưng Yên năm 2020. Tới dự có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên chợ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử giới thiệu khái quát một số sản phẩm đặc sản nổi tiếng của Hưng Yên nói chung, trong đó có cam, sản phẩm đã được nhiều nơi biết đến trong mấy năm gần đây. Hiện tỉnh Hưng Yên có trên 20.000 hecta trồng cam đều được người dân chuyên canh theo quy trình sản xuất Việt Gáp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản lượng ước đạt trên 35.000 tấn, cơ bản đều là các giống cam ngon, mẫu mã đẹp. Đồng chí nhấn mạnh, ngoài việc quảng bá sản phẩm, phiên chợ còn nhằm cung cấp trực tiếp từ các nhà vườn đến tận tay người tiêu dùng. Tỉnh luôn chào đón các tổ chức cá nhân đến tham quan, thưởng thức và hợp tác sản xuất tiêu thụ cam cũng như các sản phẩm nông sản khác. Thông qua các phiên chợ để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm nông sản của Hưng Yên đến người tiêu dùng, đẩy nhanh, đẩy mạnh hơn nữa việc bán hàng thông qua kênh điện tử và bán hàng online. Đồng thời cũng mong muốn qua phiên chợ cam lần này, chúng ta đẩy mạnh hơn nữa trong việc là giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản, trong đó có cam Hưng Yên. Tham gia phiên chợ cam năm nay có 50 gian hàng bao gồm các hợp tác xã, câu lạc bộ và các hộ chuyên canh cam của các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Trong đó, tại phiên chợ, ngoài cam còn có rất nhiều các sản phẩm nông nghiệp khác mang tính đặc trưng của tỉnh như mật ong, long nhãn, nghệ, tương. Ngay trong buổi sáng khai mạc phiên chợ, đã có đông đảo khách hàng đến tham quan thưởng thức mua cam và các sản phẩm nông nghiệp khác. Sau khi thưởng thức, các khách hàng đều có đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, đặc biệt là người tiêu dùng còn yên tâm tuyệt đối sau khi thực hiện truy xuất về nguồn gốc, quy trình tiêu chuẩn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cam Hưng Yên. Cam Hưng Yên là một loại cam rất là ngon, nhiều nước, mọng quả và cái tươi thơm tự nhiên. Cam rất là chất lượng, ngọt nước và rất là nhiều các cái vị thanh mát. Phiên chợ sẽ tiếp tục mở ra cơ hội cho việc quảng bá về chất lượng sản phẩm của các nhà vườn, nhất là với các loại nông sản mới chất lượng cao. Đây cũng là một trải nghiệm thực tế quan trọng để các nhà vườn nghiêm túc tuân thủ quy trình sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, thì thứ nhất là về cái sản lượng nó nâng lên khoảng độ 30% so với sản xuất thông thường. Còn về giá cả thì nó cũng cao lên khoảng 20%. Giống cam đồng tiền ruột đỏ này thì cũng được nhiều người lên thử mà đặt mua. Thì họ xin số điện, họ đặt hàng để lấy tiếp theo. Trung bình giá bán cam tại phiên khai mạc hội chợ là từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng kg. Được biết, hội chợ cam Hưng Yên sẽ duy trì đến hết ngày 22 tháng 11 và sẽ tiếp tục tổ chức vào 2 ngày cuối tuần, từ nay đến hết vụ cam. Vốn là những địa phương khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba xã vùng bãi huyện Khoái Châu đã đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sức bật trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, bức tranh kinh tế của xã Đại Tập, huyện Khoái Châu có nhiều đổi thay rõ nét. Người dân tại địa phương luôn nhạy bén với cơ chế thị trường, phát triển mạnh nghề mộc. Hiện toàn xã có 750 hộ làm nghề, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương, chuyển đổi được 230 hectare cây ăn quả. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một năm. Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động doanh nghiệp và nhân dân đóng góp được gần 40 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, Đại Tập vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới. Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới thì địa phương có sự thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Thế là hệ thống điện đường, trường trạm, rồi các nhà văn hóa trong toàn xã là được xây dựng khang trang sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự là được đảm bảo giữ vững. Ai có dịp về thăm hai xã Đông Ninh, Tân Châu sẽ không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay của hai địa phương.
Trước đây hai xã đều sản xuất nông nghiệp thuần túy, chủ yếu canh tác cây lúa, cây ngô, cây đỗ. Khi nhận thấy hiệu quả thấp, cả hai địa phương đều chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ yếu là cây giống với tổng diện tích trên 160 hectare. Trừ chi phí mỗi sào cây giống cho thu lãi khoảng 30 triệu đồng một năm. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, đã tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan nông thôn tại địa phương. Gia đình chuyển sang phát triển cây giống thì là hiệu quả gấp từ 5 đến 10 lần, thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng trên một năm. Đến nay thì 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Đông Ninh đã hoàn thành. Và sau khi đạt được danh hiệu, được công nhận, thì Đông Ninh sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, trong đó xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, tin rằng trong thời gian tới, các xã vùng bãi huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để phát triển bền vững và tiến xa hơn nữa. Ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, từ gần 70 năm nay có một con đường mang tên Hạnh Phúc, bởi đó là con đường đã mang lại nhiều đổi thay cho đời sống nhân dân. Từ đó đến nay, nhất là từ khi xây dựng nông thôn mới, diện mạo con đường đã được đầu tư khang trang và thực sự là niềm hạnh phúc của người dân nơi đây. Theo các cụ cao tuổi ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào kể lại, sau hòa bình lập lại năm 1954, con đường từ quốc lộ 38B qua thôn Đoàn Đào đến xã Phan Xào Nam vốn chỉ là lối mòn rất nhỏ, đi lại khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất và sinh hoạt. Trước tình trạng ấy, người dân trong thôn Đoàn Đào đã đoàn kết cùng nhau mở rộng và sử dụng gạch đá để trải mặt đường. Lúc đầu nó là đường mòn mà, đi lại này lội, trời mưa trời gió nó đi còn phải sắn quần lên. Thế nhưng mà sau hòa bình lập lại là cán bộ địa phương tổ chức làm con đường, nung hai cái lò gạch, lấy gạch để giải ra đường, giải đường mặt đường thôi. Ai người ta cũng nói rằng là thế này là hạnh phúc lắm rồi, thế như là nhân dân cũng đề nghị là thôi ta cứ gọi là đường hạnh phúc đi. Khi có con đường được mở rộng hơn đường mòn cũ, đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây đã có chuyển biến. Cùng với thời gian và các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, con đường hạnh phúc đã nhiều lần được đổi thay như trải đá xăm, đá cộn. Nhưng đó vẫn chỉ là con đường bình thường như nhiều con đường khác. Chỉ đến khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, con đường mang tên hạnh phúc mới thực sự đổi thay. Năm 2018, bằng nguồn ngân sách nhà nước, huyện Phù Cừ đã đầu tư gần 11 tỷ đồng để nâng cấp đường Hạnh Phúc mà trong quản lý giao thông mới được đặt tên là đường huyện 81. Con đường này được trải nhựa áp phan dài 1,2 km, rộng 5,5 m, hai bên có hệ thống thoát nước. Cũng như trước đây, thôn Đoàn Đào đã huy động người dân góp công, góp của để mở rộng đường. Nhân dân là người ta rất phấn khởi và người ta nghĩ là các con đường này là con đường hạnh phúc từ trước đến giờ, cho nên là nhân dân người ta rất ủng hộ, người ta còn ủng hộ các cái ngày công rồi phá rỡ làm cái rãnh thoát nước để cho nó đạt cái tiêu chuẩn theo cái quy chuẩn của nông thôn mới. Thôn Đoàn Đào có trên 1.000 hộ dân với 4.700 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới, hiến đất mở rộng nhiều tuyến đường và đi đầu cho các phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, người dân trong thôn càng phấn khởi hơn khi con đường mang tên Hạnh Phúc đã được mở rộng kiên cố, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống. Đó thực sự là hạnh phúc mà phong trào xây dựng nông thôn mới đã mang lại. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phát thanh truyền thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 17 được diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 11. Đây là ngày hội phát thanh truyền hình của tỉnh Hưng Yên, là dịp để những người làm công tác phát thanh truyền hình tỉnh học hỏi rút kinh nghiệm nhằm có nhiều tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình hấp dẫn. Liên hoan phát thanh truyền thanh truyền hình năm nay có sự góp mặt của các đài truyền thanh 10 huyện thị xã thành phố cùng các đơn vị công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và khối nội dung của đài tỉnh. Với số tác phẩm tham gia 102 tác phẩm, tăng 19 tác phẩm, trong đó có 40 tác phẩm phát thanh, 62 tác phẩm truyền hình. Liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh là một hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp, những nỗ lực cố gắng của đội ngũ những người làm công tác phát thanh truyền hình trên địa bàn toàn tỉnh. Điểm mới của liên hoan năm nay
tiếp tục có sự tham gia của Ban giám khảo Trung ương về số lượng tác phẩm tham dự so với kỳ liên hoan trước là có sự tăng. Và bên lề của liên hoan thì chúng tôi còn tổ chức các hội thảo làm thế nào để có phóng sự hay và hội thảo về phát triển công nghệ phát thanh. Những tác phẩm dự thi đều là các tác phẩm chất lượng nhất được đài truyền hình tỉnh và các đài truyền thanh cơ sở lựa chọn kỹ lưỡng, phản ánh toàn diện các vấn đề kinh tế chính trị xã hội nổi bật nhất là các phóng sự ngắn truyền hình. 102 chương trình tác phẩm, đây là năm có số lượng chương trình tác phẩm lớn nhất trong các kỳ liên hoan kể từ trước tới nay. Về chất lượng chương trình tác phẩm, chúng tôi đánh giá đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu như trước đây mảng phát thanh có phần nổi trội thì năm nay mảng truyền hình đã khá hơn rất nhiều. Một số tác phẩm truyền hình đã có sự đổi mới cách thể hiện nên đã truyền tải được những nội dung, những thông tin, những thông điệp đến với người xem một cách hấp dẫn. Trong sáng ngày 21 tháng 11 đã tổ chức chấm thi thể loại phát thanh trực tiếp, chiều cùng ngày có hội thảo làm chương trình phát thanh trực tiếp để các phóng viên học hỏi và nâng cao kiến thức. Ngày 22 tháng 11, chương trình tiếp tục với hội thảo nghiệp vụ về sản xuất phóng sự truyền hình và tổng kết trao giải liên hoan. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đông đảo khán thính giả, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình, thời gian qua Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tập trung đầu tư triển khai đa dạng các nền tảng, các chương trình của đài. Với nhiều khán giả, kênh truyền hình HITV vẫn là kênh thông tin thiết yếu giúp họ tiếp cận với các chương trình và thông tin do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cung cấp. Việc phát sóng đa dạng các chương trình dành cho mọi lứa tuổi và ngành nghề đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng khán giả khác nhau. Nội dung mà phát sóng của Đài Hưng Yên là rất là đa dạng và phong phú. Chương trình gần gũi cụ thể, đi đến các huyện, các xã. Đài đưa về cái chỉ thị nghị quyết, nhất là cái công việc mà Covid-19 ý, chúng ta phòng chống ra sao, thế và nơi nào có thể xảy ra, động viên được mọi người là tham gia phòng chống và đồng thời là kiểm soát được. Ngoài ra các đại hội đảng các cấp thì tôi thấy rằng là đưa tin rất kịp thời. Hiện nay các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán thính giả như website hungyentv.vn với 5.000 lượt truy cập mỗi ngày, YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV hiện có gần 43.000 người đăng ký, kênh fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV với hơn 190.000 người theo dõi. Sau gần 4 tháng phát sóng trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, đã có 2.700 người cài đặt app với hơn 345.000 lượt xem truyền hình. Việc cung cấp chương trình trên các nền tảng số đã giúp khán thính giả có thể tiếp cận được thông tin và tương tác với đài một cách đa dạng hơn vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mình đang xem qua điện thoại trên cái app của Hưng Yên TV. Ngoài app ra thì mình dừng xem ở cái Facebook của đài truyền hình Hưng Yên. Chất lượng thì rất là tốt rồi. Ở đây là hình ảnh HD hết rồi. Nhịp sống hiện đại đã kéo theo một lượng lớn khán giả có nhu cầu tiếp nhận thông tin qua sóng phát thanh. Nắm rõ nhu cầu này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tăng thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh, nhất là các chương trình tự sản xuất. Khán giả có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên cả radio và các thiết bị di động. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên chính thức phát sóng các chương trình phát thanh trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, đã thu hút trên 23.000 lượt người nghe các chương trình phát thanh qua nền tảng này. Quý vị chỉ cần mình có kênh radio của Hưng Yên rất là đầy đủ, không những đưa tin về giao thông mà còn có những cái thông tin về sức khỏe, rất nhiều cái chuyện trong xã hội. Tôi thấy cảm thấy rất là hài lòng. Chất lượng âm thanh thì rất là tốt, đường truyền rất là nhanh, không bị mắc, không bị lag gì cả. Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đang tiếp tục xây dựng kết cấu nội dung chương trình theo từng khung giờ phát sóng, phù hợp với từng nhóm khán thính giả, tạo sự tương tác gần gũi và thân thiện giữa khán thính giả với những người làm chương trình. Nỗ lực đưa Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đáp ứng thông tin nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh và nhu cầu giải trí của khán thính giả Hưng Yên, cả trong